cơm của anh nè. Đủ anh. Cô, hôm nay có công ty có chuyện gì vậy? Sao nhìn mặt anh có vẻ căng thẳng quá vậy? Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà không có chuyện. Đang ăn cơm mà sao cứ nói chuyện mất hết cả hứng. Thì em cũng chỉ muốn giúp anh chia sẻ chuyện công việc thôi. Sao anh cứ gắt gỏng với em vậy? Tôi đang đau đầu chuyện của công ty. Cô thôi nói đi được không? Nói chuyện khác đi. À, hôm nay á, em vừa tìm được một công ty mới. Họ trả tiền nhuận bút cũng khá là cao, vì họ thích những kịch bản mà em viết trước đây. Buổi sáng á, lên Big TV, em sửa kịch bản cho họ. Họ cũng rất là hài lòng với khen em. Ừ, tốt đấy. Cứ vậy mà phát huy. À anh, cái máy giặt nhà mình á, dạo này nó kêu to quá. Mà sửa nhiều thì cũng tốn kém. Hay là qua tháng anh cho em đổi cái mới nha. Cô muốn làm gì thì làm, tôi chẳng quan tâm. Alo, đang ở nhà. Mẹ đâu chứ? Quán nào? Ok, ngồi đây đợi tao, tao ra liền. Dạy của anh. Mà kết quả siêu âm sao rồi? Xíu em tới bệnh viện, có kết quả rồi em báo cho anh. Cô lâu lẹ lẹ mà lấy cái kết quả đó về. Kết quả này là sao? Lại là con gái sao? Hả? Canh giờ canh ngày, tôi tốn biết bao nhiêu tiền gốt tẩm bổ mà vẫn là đẻ con gái sao? Như thế này á, khác nào tôi mang tội với tổ tiên. Cô khóc cái gì? Oan ức lắm hả? Mỗi cái chuyện á là đẻ con trai thôi mà cô cũng không làm được, thì đến cái mức mà chu di cũ tộc cũng không hết tội. Em biết em sai rồi, em xin lỗi. Nếu không vì cái chuyện ngày xưa ấy thì cô nghĩ gia đình tôi dễ rước cô về vậy đó. Phèn rửa thì làm sao mà hết chua được. Cái lô đất bên quận 7 em nói anh sao rồi? Anh mà không nhanh người ta hốt mất á, thì lúc đó đừng có trách mà em không rót tin cho anh nha. Anh hỏi rồi. Anh đang hỏi thêm bên ngân hàng. Thầu cái khu đấy nặng vốn lắm em à. Nhưng mà sau này giá trị của nó sẽ tăng gấp 10 lần đó. À, em có quen cái công ty này nè. Nó thế chấp nhà mà lãi suất rẻ lắm. Có gì em đưa anh đi định giá. Chuyện đấy để mai tính. Tính chuyện bây giờ trước đi.
làm việc nhà của anh đấy. Em tưởng vợ anh sao? Người thì toàn một fan, làm sao mà giữ em được? Cô nhìn cái gì? Thấy tụi bay còn không lo biết dọn. Công việc cô ở cái nhà này là dọn dẹp, cô biết chưa? Em biết là em không sinh được con trai cho anh là em mang tội lớn, nhưng mà em đang mang trong mình cốt nhục và giọt máu của anh. Em xin anh đừng đối xử với em như vậy được không? Thế cô muốn gia đình tôi tuyệt tông tuyệt tự à? Đồ đàn bà không biết điều, đã không có lòng tự trọng mà còn đòi lên tiếng. Điều cơ bản này mà cô cũng không được cha mẹ cô dạy à? Anh có thể xúc phạm em như thế nào cũng được, nhưng anh không được mất cha mẹ của em. Tôi nói cho cô nghe đây, nếu không vì cái chuyện ngày xưa giữa cha cô và cha tôi với cái lời hứa hôn ấy, thì cô nghĩ cô đủ tư cách để làm vợ tôi à? Dân bần nông các người ấy, chỉ học với những chỗ bùn đất thôi, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Alo, Quy à, cái dự án của em triển khai đến đâu rồi? Có chuyện gì không anh? Em coi xong chứ, có bao nhiêu vốn liếng anh rót hết vào cái dự án của em rồi. Sắp tới lúc đóng lãi ngân hàng, bên ngân hàng hoặc đốc thúc anh rối hết cả lên rồi. Cái đó anh tự lo đi nha. Còn dự án thì chừng nào có kết quả tôi sẽ liên hệ với anh. Mà tôi nghe nói là dự án nó sẽ bị tạm ngưng lâu đó. Vậy đi nha. Alo. Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng.